Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu với tất cả mọi người là mẫu xe ba bánh mà đơn vị bên em vừa đóng hoàn thiện xong cho khách nhé. Mọi người có thể tham khảo qua về cái mẫu xe này, dùng để chở hàng, chở vật liệu phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho em sẽ tư vấn cụ thể từng phần. Thiết kế con này sử dụng là đầu mới, toàn bộ thiết kế xe là mới hết 100%. Có duy nhất là cục máy là máy cũ thôi, máy Honda. Đầu trước là sử dụng đầu phục 43. Phần thùng con này thì bác yêu cầu là đóng thùng đóng mặt sàn thôi, rộng 90, dài 1m6, đóng mặt sàn tôn, có gờ cạnh lên 2cm. Con này bác ấy về bác ấy dùng để chở hoa quả đi buôn bán. Ngoài ra thì các bác nào mà có yêu cầu về kích thước, phô đo cân nặng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp cho em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Thiết kế xe thùng là thùng mở lật, trong quá trình mình sử dụng đôi khi nó sẽ hỏng hóc, hoặc là mình muốn rửa giấy nó sạch sẽ một chút thì mình có thể lật cái thùng lên nên kiểm tra sửa chữa rửa giấy, rất chi là thuận tiện. Đây là cái phần số, các chức năng số của nó đi lại tương tự như một chiếc xe máy thông thường thôi. Cùng ghi đông thì nó đủ các chức năng đèn còi xi nhan, thuộc cước đầy đủ hết. Phần dưới chân thì nó sử dụng số xe máy, bên trái và bên phải là phanh. Còn số thì bên trái là cần số tiến lùi, phải là số phụ. Các chức năng đầy đủ hết. Đây thì em đang kiểm tra cho bác khách test rồi, để trước khi bàn giao lại cho bác khách lên xe bác về bác sử dụng. Em có hướng dẫn đầy đủ hết các chức năng đi lại như nào. Các bác còn có thời gian thì đến trực tiếp cơ sở bên em để có thể tham khảo qua về mẫu xe nhé. Hoặc là bác nào tin tưởng thì những dòng xe này cơ bản một chiếc này em đang nhận với giá khoảng 22 triệu nhé. Nó tùy phụ thuộc vào cấu hình, khung gầm bệ chassis nhé bác, thì có nhu cầu của mỗi người. Khung gầm bệ nó khác nhau. Xe này sử dụng là một số tiến lùi và một số phụ. Cầu là cầu Visay, cầu bổ đôi. Hệ thống chống kịch đầy đủ hết, nhíp là nhíp 5 lá. Khung gầm bệ cực kỳ chắc chắn nhé. Này sử bánh sau là bánh 592. Đây em đang bàn giao lại cho bác khách đây, bác ấy kiểm tra lại. Vừa bác rồi bác cũng test rồi. Đấy, sau đây là một số hình ảnh bác ấy video mà bác ấy sử dụng. Đấy, đi cực kỳ dễ dàng. Ban này bác đi được 2 lượt thôi là bác đã quen rồi. Đoạn con này đạt tốc độ có thể lên tầm 60-70 bình thường. Đi không tải. Sức năng số đây, số tiến lùi, số phụ. Có đi lại tiến lùi được nhá. Con này thì nó nhỏ gọn, đi trong những cái cung đường nó nhỏ hẹp, ngõ phố xá thì mọi người có thể đi những cái dòng này để thuận tiện trong cái công việc mình chở hàng. Ok, chào mọi người nhé.